Hello anh em, hôm nay mình tiếp tục cho lên sàn một em. Đây là dòng Netbuy của nhà Triumph, đó là Street Triple 765RS. Đây là phiên bản 765RS cao cấp nhất và nó cũng trang bị rất là nhiều đồ chơi nha anh em. Xe này là thuộc đời 2022, xe cũng mới đăng ký đây và đi lướt là 4.700 cây. Đấy, xe là chất xe là nguyên zin, không có đâm đụng tai nạn hay ngập nước. Đó, anh em nào quan tâm tới chiếc Street Triple 765RS này thì anh em cũng có thể liên hệ với mình nha. Bên mình bán ra thì có bao test hãng cho anh em yên tâm. Đấy, và chiếc 765RS này thì nó là cái phiên bản cũng là nâng cấp mới hơn so với những đời trước đây như là đời 2018, 2019. Đó, đầu đèn của nó thì nó có thêm cái LED định vị ban ngày như là mí mắt, rất là đẹp nha. Đó, xe RS này thì hiện tại trong thời gian gần đây thì bên hãng họ chỉ bán cái phiên bản cao cấp nhất thôi, phiên bản RS. Còn trước đây thì nó có những phiên bản thấp hơn như là bản R hoặc là bản Low. Thì những dòng xe đó thì nó thiếu option. Đó, hiện tại thì bên hãng họ chỉ bán phiên bản cao cấp nhất thì nó có trang bị rất là nhiều đồ chơi. Hiện tại giá bán xe mới của em xe này là vào khoảng 445 triệu. Giá rất là cao nha anh em, 445 triệu. Và sau khi lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng rơi vào khoảng 470 triệu. Đó, một cái giá thành cũng khá là cao. Tuy nhiên là hiện tại em xe này là một em xe lướt và có giá bán lại là chỉ 320 mấy triệu thôi nha anh em. 320 mấy triệu thôi mà xe thì trang bị đầy đủ đồ chơi công nghệ luôn. Rất là hấp dẫn. Giá cũng khá là hời cho anh em nha. Và để mình mô tả cái phần dàn chân ở phía trước đi. Xe nó sử dụng là phuộc upside down thương hiệu Showa và nó có thể tăng chỉnh được cái độ cứng mềm. Đấy, và đường kính là 41mm ha. Và ở cái phần dàn phanh ở phía đằng trước thì nó trang bị heo Rambo hai con. Heo Rambo này là M50 nha anh em. Đó, và xe thì cũng trang bị thêm cái gù chống đổ của bánh trước nè. Có trang bị bảo vệ két nước Evotech nè. Đấy, xe này cũng trang bị thêm một số món đồ chơi cũng xịn sò nữa nha. Côn. Tay côn này thì bóp khá là nhẹ nha. Tay côn dây. Và ở phía bên tay thắng thì nó được trang bị là tay thắng của Rambo MCS19. Đấy, tay phanh Rambo ha. Hàng trang bị theo xe luôn cho nên nó cũng rất là tốt. Đấy, phía bên phải này cũng trang bị heo Rambo nha. Xe thì trang bị ABS trước sau đầy đủ. Rồi có trang bị traction control, kiểm soát lực kéo. Xe còn có 5 chế độ lái nữa, 5 chế độ chạy. Đó, sẽ giúp cho anh em chạy track nè, chạy đường bình thường nè, chạy đường mưa nè, rồi user nè. Đó, nói chung là nó cũng rất là nhiều chế độ lái để nó giúp cho anh em lựa chọn cho phù hợp để mà đi ha. Và em chiếc Triple 765RS này thì ở đời 2022 thì theo hãng họ cũng có thông báo là chiếc xe này nó cũng đã nâng cấp lên rất là nhiều chi tiết ở trong máy. Cho nên cái động cơ này nó mạnh hơn so với thế hệ trước là khoảng 16%. Và công suất hiện tại của con xe này là 123 mã lực và 77 Nm. Đấy, một con Netbuy ở phân khúc 765cc thôi mà nó cũng đạt lên đến là 123 mã lực thì rất là mạnh nha anh em. Và theo hãng công bố trước đây thì cái khối động cơ 3 xi lanh thẳng hàng ở trên cái con Triple này nó sử dụng chung với cái dòng Daytona 765. Đó, một cái dòng Sportbike ha. Đấy, thì nó thừa hưởng chung cái động cơ với những dòng Sportbike mà có đua ở trong trường đua thì cái động cơ này nó rất là mạnh, rất là nhạy và linh hoạt. Đó, xe thì sử dụng ga điện cho nên nó cũng khá là nhẹ nhàng. Xe trang bị thêm Bosat nha anh em. Đây là Bosat chính hãng slip-on. Thì Bosat này cái miệng nó là carbon và nó có cái ốp bảo vệ cũng là carbon luôn nha. Đấy, đây là Bosat chính hãng. Nó còn bozin nha anh em, nó vẫn còn trang bị bozin nữa. Anh em nào mua thì mình sẽ giao lại cho anh em. Rồi cái phần phuộc ở phía sau. Phần phuộc ở phía sau là nó sử dụng phuộc Olin. Cái phuộc Olin này thì nó chỉnh cơ thôi chứ không phải là điều khiển điện như là những dòng Speed Triple 1200RR. Đấy, những dòng kia thì nó cao cấp hơn nữa thì nó sử dụng cái phuộc chỉnh điện, phuộc trước sau chỉnh điện luôn. Đó, còn với em này thì nó trang bị phuộc Olin thôi. Phuộc Olin TTX. Ở phần phanh sau thì nó cũng vẫn được trang bị heo Rambo. Đó, tuy nhiên là heo Rambo này nó là màu bạc. Thông thường thì những dòng xe khác thì ở phía phanh trước nó chỉ trang bị heo Rambo và phanh sau là nó trang bị heo Nissin. Còn với dòng Triple này thì nó là trang bị heo Rambo luôn. Nó rất là đồng bộ. Đó, và xe thì trang bị cặp lốp là Pirelli Diablo Supercosa SB. Đó, cái lốp này nó cũng khá mềm và nó cũng chạy rất là bám đường nha. Anh em mà đi cua, đi đua trong trường thì cũng rất là thích cái lốp này bởi vì nó rất là bám đường. Đó, lốp này rất là tốt nha anh em. Và hiện tại thì xe này chủ xe chủ yếu là để đi thôi chứ không phải là để đi đua, đi cua trong track ha. Cho nên cái lốp nó còn rất là đẹp nè. Nếu mà xe mà đi đua ở trong track thì nó sẽ ăn ra tới ngoài này, nó mất luôn mấy cái chữ ngoài này ha. Đó, hiện tại thì xe này chỉ đi thanh cảnh, đi cà phê thôi. Nhìn dàn tem của trên xe thì nhìn cũng khá là đẹp ha, nhìn nó cũng rất là nổi bật. Xe thì là màu xám bóng. Và cái phần khung phụ đỡ cái phần yên ở phía sau thì nó cũng tô điểm thêm cái màu đỏ, nhìn nó khá là nổi bật. Đấy, khung phụ màu đỏ ha, nhìn nó rất là hấp dẫn, sexy. Đó, xe cũng trang bị thêm cái ốp yên solo đi một người. Nếu mà anh em đi hai người thì mình sẽ gắn cái yên zin ở phía sau vô. Đó, xe này nó vẫn còn cái yên zin ở phía sau để mà mình có thể đi hai người nha. Anh em có thể thấy cái phần gác chân á,
Đó, nó có gác chân sau là nó đi được hai người. Và theo mình cảm nhận cái em Triple 765RS này thì nó là một cái dòng naked bike tầm trung thôi. Tuy nhiên là nó cho một cái công suất rất là cao, 123 mã lực luôn. Đấy, xe thì vẫn sử dụng hộp số 6 cấp và có trang bị nồi chống trượt slipper clutch. Đấy. Và bên cạnh đó thì cái trọng lượng của xe nó cũng rất là quan trọng nha anh em. Đòn xe thì ngắn và trọng lượng xe thì lại nhẹ, cho nên chiếc xe này nó chạy bứt tốc rất là tốt, cũng như là nó đề ba cũng khá là hổ báo nha. Đấy, trọng lượng em xe này nếu mà trọng lượng khô của nó thì là vào khoảng 166 kg thôi, khá là nhẹ. Nói chung là khá bất ngờ về cái trọng lượng của em xe này. Đó, thông thường những dòng xe cùng phân khúc như thế này thôi, trọng lượng của nó, trọng lượng khô cũng phải vào khoảng 160-180kg cho đến 200kg. Đó, còn với dòng Triple này thì chỉ có 166kg. Khi mà mình đổ xăng rồi đổ nước, đổ đầy đủ các dung dịch vô thì chiếc xe này nó nặng vào khoảng là 186kg. Đó, một cái trọng lượng rất là lý tưởng để mà cho anh em đi xe, cũng như là đề ba nó được nhẹ nhàng, rất là thoát xe. Đó, xe cũng trang bị wheel shift luôn. Xe được trang bị wheel shift 2 chiều lên và xuống. Đấy, bình xăng của xe thì nó vào khoảng 17 lít. Đó, bình xăng cũng lớn ha. Và cái phần ghi đông tay lái thì là giống kiểu naked rồi. Và ở đây nó còn có các chế độ chỉnh ở đây. Nút M là mode nè, mình có thể chỉnh thêm những cái nút chức năng nữa. Đó. Và đây là cái phần phuộc trước ha, phuộc thương hiệu Showa, và nó cũng có thể điều chỉnh được cái độ cứng mềm, độ rebound. Đó. Xe này là chưa hề đâm đụng tai nạn luôn, cho nên nhìn cái phần dàn ốc nó còn rất là mới nha. Cổ chưa đụng gì đến luôn. Đó. Xe phải nói là chuẩn chỉ nha anh em. Đó. Còn bên này là cái nút công tắc, nút đề cũng như là đèn hazard. Xe thì nó trang bị cái kính gù. Đấy, nhiều người cứ lầm tưởng kính gù là kính gù chơi nhưng mà không phải nha. Xe zin của nó là kính gù luôn, có thể điều chỉnh quay lên hoặc là quay xuống. Đấy, nhìn nó quay xuống thì nó giống với cái dòng xe Cafe Racer, nhìn nó chất chơi. Rồi xe được trang bị màn hình TFT 5 inch và nó cũng có thể kết nối với điện thoại qua Bluetooth ha. Thì màn hình này cũng khá đẹp và nó cũng có thể chuyển đổi cái chế độ luôn. Nếu mà ban đêm mình đi trời tối thì màn hình nó sẽ tối màu như thế này. Còn nếu mà mình đi ở ngoài trời sáng thì cái màn hình nó sẽ chuyển qua cái tông màu trắng, nó sẽ giúp cho mình nhìn rất là dễ dàng nha anh em. Nó xe hiện tại là đi được 4.700 cây và cũng tới kỳ bảo dưỡng rồi. Nếu mà anh em mua xe thì mình sẽ dẫn anh em vào hãng để mà bảo dưỡng xe luôn. Đó. Thì ở trên màn hình đồng hồ thì nó có thể chuyển đổi chế độ nè, Sport nè, Track nè, Rider. Rider này là giống như là tùy chỉnh của mình, giống như là đi chế độ User đó, mình có thể tùy chỉnh. Đó, chế độ Range, chế độ Row. Row này là chạy bình thường đó anh em, chạy bình thường ha. Còn chế độ Sport này là chế độ mạnh nè. Nhưng mà còn chế độ Track nữa, nó có thể là mạnh hơn. Đấy, xe này nó sẽ giúp cho anh em chạy trong cua, trong trường đua đồ này kia cũng rất là dễ chịu. Rồi, anh em nào quan tâm tới chiếc 765RS này, một cái dòng xe hàng độc của nhà Triumph, và cái kiểu dáng thiết kế nó cũng khác lạ hơn so với những dòng naked bike trên thị trường, thì anh em cũng có thể lựa chọn em này ha. Giá em này chỉ có 320 mấy triệu thôi, giá rất là ok, giá rất là tốt cho anh em. Đó, giá xe mới, đăng ký lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022 thì em xe này cũng ngót nghét là 470 triệu. Đấy, 470 triệu nha. Một con số cũng khá là cao. Tuy nhiên là bây giờ anh em mua được chiếc xe lướt này với cái giá là 120 mấy triệu thôi thì anh em cũng tiết kiệm là gần 150 triệu rồi. Đó, 150 triệu là một con số khá lớn. Nếu mà anh em nào quan tâm tới một con xe lướt còn rất là chất lượng như thế này thì anh em cứ liên hệ với bên mình. Rồi bên mình bán ra thì có dẫn anh em vào hãng để mà kiểm tra, test hãng cũng như là bảo dưỡng nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình. Xin cảm ơn em.